vâng xin chào tất cả anh chị à, trong video bài học này thì tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn anh chị một phần lý thuyết nữa uh, liên quan đến việc để, để các anh chị nghiên cứu thị trường uh, nghiên cứu đối tác đối thủ nghiên cứu khách hàng để từ đó là mình lựa chọn sản phẩm và dịch vụ cho nó phù hợp trong quá trình kinh doanh và mình làm sao để mình có thể là uh, ra trận mà nó ít thua nhất có thể tăng được cái uh, cơ hội thành công và giảm cái rủi ro thất bại đi được chưa thế thì um, làm thế nào để ta có thể um, À, nghiên cứu được đối thủ. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ liệt kê ra các đối thủ của chúng ta. À, chúng ta liệt kê ra khoảng 5 7 cái đối thủ phù hợp với quy mô của chúng ta. Hay là những người mà đi trước làm ăn đang rất là tốt để chúng ta học hỏi. À, sau đó thì chúng ta vào chúng ta so sánh à, các yếu tố tiêu chí về giá cả, về sản phẩm, về cách thức đăng bài, cách thức bán, cách thức trả lời tư vấn chúng ta phải học hỏi rất là rõ. À, chúng ta truy cập vào Facebook cá nhân vào fanpage chúng ta xem cái cách họ chạy quảng cáo, xem nội dung họ chạy quảng cáo, à, chúng ta truy cập vào website, à, chúng ta xem cách họ đăng bài trên web, cách họ làm bài, cách họ có những cái dùng tính năng gì cho website tốc độ truy cập, họ chạy AdWords hay không chạy AdWords họ chạy facebook hay không chạy facebook, họ làm seo hay không làm seo, kiểu kiểu như vậy, đúng không? Chúng ta có thể học hỏi được từ những cái gì họ làm tích cực, chúng ta có thể à, học hỏi được cái gì mà từ những việc họ làm đã thất bại để chúng ta tránh nghiên cứu đối thủ rất là quan trọng. À, sau đó chúng ta liên tiếp nghiên cứu tiếp đến sản phẩm của đối thủ, dịch vụ của đối thủ, à, mức giá bán của đối thủ, à, các cái phản hồi của khách hàng à, của đối thủ. để từ đó chúng ta có thể đưa ra cái chiến lược giá cho chúng ta phù hợp, à, chiến lược khuyến mại, chiến lược à, chăm sóc khách hàng hay là những cái chính sách à, sau bán cho khách hàng. Đấy, thì chúng ta có thể sử dụng à, Google tìm kiếm ra đối thủ, chúng ta có thể sử dụng Facebook tìm kiếm ra đối thủ. YouTube ra đối thủ hoặc là chúng ta có thể gọi cho khách hàng của đối thủ chúng ta cũng có thể làm giả vờ làm khách hàng của chính đối thủ để chúng ta tìm hiểu à, chúng ta tìm hiểu tất cả những tiêu chí mà chúng ta cần chính sách giá chính sách đổi trả bảo hành chính sách công nợ chính sách thưởng nhân viên à, rồi thì họ đang sử dụng dịch vụ ship của bên nào họ đi học à, Facebook marketing online của thầy Phan Anh hay của ai À, họ có bí quyết gì họ nhập hàng ở đâu à, nguồn hàng của họ có tốt không mức giá họ nhập vân vân và mây mây à, chúng ta càng tìm hiểu kỹ càng tốt đúng không ạ à, chúng ta để xem được cái lợi thế và xem được cái bất lợi thế của họ và từ đó thì chúng ta sẽ 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 à, thay đổi những cái chiến lược của chúng ta về sản phẩm và dịch vụ về à, chăm sóc hàng của chúng ta để từ đấy à, chúng ta có thể vượt trội hơn đối thủ hoặc là ít nhất là bằng với đối thủ chứ không cần vượt trội hơn đúng không à, thế rồi thì À, chúng ta cũng cần phải nghiên cứu khách hàng mục tiêu à, khách hàng mục tiêu của chúng ta thì trả lời cho câu hỏi là khách hàng của chúng ta là ai bao nhiêu tuổi sống ở đâu làm nghề gì làm những nghề gì nhóm nghề gì à, có mức thu nhập bao nhiêu đã kết hôn hay chưa kết hôn có con hay chưa có con có con rồi thì có mấy con à, rồi thì um, họ quan tâm đến điều gì sở thích thói quen hành vi à, họ online vào giờ nào họ sử dụng thiết bị à, điện thoại di động đời gì ăn Android hay iPhone họ dùng uh, Mac hay dùng Windows um, họ mua sắm online hay là họ mua sắm offline điều gì thì quyết định đến việc mua sắm của họ vân uh, vân thì chúng ta có thể chia theo các tiêu chí như là nhân khẩu học uh, như là sở thích như là hành vi uh, trong nhân khẩu học thì gồm những cái vấn đề về học vấn về uh, tình trạng hôn nhân về con cái về cha mẹ uh, về ngày sinh tháng đẻ vân vân đấy thì những cái gì thuộc về nhân thân của người ta Thế còn sở thích thì uh, các cái sở thích liên quan ví dụ như là um, một người mà thích đi du lịch thì chắc chắn họ phải phải có tiền và họ sẽ có những cái sở thích liên quan như là họ sẽ thích làm đẹp họ sẽ thích khám phá họ sẽ thích thời trang đấy là những cái sở thích sở thích tương đồng hay là một người mà đã đi siêu xe thì họ thường có xu hướng họ sẽ chơi hàng hiệu họ sẽ xài uh, những cái đồ công nghệ đấy hay còn một người mà um, họ chơi thể thao thì họ sẽ có xu hướng dùng đồ thể thao à kiểu kiểu như vậy thì chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu và nghiên cứu càng kỹ càng tốt nhá, tuổi tác giới tính khu vực vùng miền sở thích thói quen, hành vi càng kỹ càng tốt, càng liệt kê nhiều ra càng tốt. Thì sau này phần nhắm chọn trong Facebook các bạn sẽ sẽ chạy càng dễ. À, chúng ta cũng có thể sử dụng công cụ Google hoặc là sử dụng công cụ Facebook Insight Audience à, nghiên cứu về về à, các cái tập khách hàng tiềm năng hoặc là chúng ta có thể mua các bản báo cáo hoặc là xem các bản báo cáo ở trên mạng của nước ngoài hoặc của Việt Nam nghiên cứu về thị trường nghiên cứu về khách hàng nghiên cứu về hành vi khách hàng động cơ hành vi mục tiêu của họ để họ mua họ bán vân vân à, thì trên Facebook họ cũng cung cấp tất cả những cái công cụ như vậy à rất là nhiều nhá rất là nhiều để chúng ta có thể làm rồi chúng ta cũng phải nghiên cứu bạn hàng tức là những người mà chúng ta sẽ nhập hàng xem họ là những người như thế nào những người chúng ta sẽ làm ăn cùng là những người mà à, sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong cổ đông cổ phần v v thì họ là người như nào cam kết như nào và tất cả đều phải tuân thủ vào pháp lý không tin vào những lời nói nước bọt đấy thì chúng ta hãy nhớ cái điều đấy chúng ta cần phải à, nghiên cứu kỹ nhá. đối thủ khách hàng bạn hàng đấy là ba cái nhóm phải nghiên cứu cái gì thì liệt kê các tiêu chí ra à, nhá. đối với đối thủ là một kiểu đối với khách hàng là một kiểu và đối với à, đối tác bạn hàng là một kiểu và chúng ta không nghi ngờ gì cả nhưng mà chúng ta luôn luôn đánh giá xem xét kỹ lưỡng các cái khách hàng của chúng ta một cách chi tiết và cụ thể để từ đó chúng ta sẽ chọn cho chúng ta những cái đối tác tốt những cái bạn hàng tốt và những cái khách hàng mục tiêu mà chúng ta muốn phục vụ bởi vì chúng ta mới khởi nghiệp hoặc là chúng ta bán hàng online thì không phải là khách hàng nào chúng ta cũng đáp ứng được một sản phẩm một dịch vụ mà thỏa mãn tất cả các khách hàng có nghĩa là sẽ không thỏa mãn ai à, ví dụ như bạn bán lamborghini à hàng triệu đô la thì rõ ràng là bạn sẽ không thể làm thỏa mãn được người nghèo à, hay là những người thu nhập thấp như thầy phan anh chẳng hạn à, đúng không ạ thì thầy phan anh chỉ mua được cái xe à, chỉ thí dụ ở tầm trung thôi ở việt nam ấy, tầm trung 1-2 tỷ thôi chứ còn bây giờ chục tỷ là không mua được nói thẳng thế thế thì rõ ràng là thầy phan anh sẽ không thỏa mãn về điều đó và công ty cũng không muốn thỏa mãn thầy phan anh ý tôi là như vậy một sản phẩm và dịch vụ mà cố gắng thỏa mãn tất cả mọi người thì đấy là một sản phẩm và dịch vụ thất bại hãy thỏa mãn tập khách hàng mục tiêu của mình thôi và làm cho họ vượt xa cái sự kỳ vọng của họ mà thôi được chưa và cái, cái 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 mục tiêu cái khách hàng mục tiêu thì uh, ngoài các yếu tố về tuổi tác giới tính khu vực miền thì yếu tố quan trọng nhất nhất đấy chính là yếu tố thu nhập bởi vì tôi rất là thích iphone rồi nhưng tôi không có tiền mua nó nên thu nhập của tôi kém hay là tôi rất thích đi du lịch ở uh, intercon đúng không ạ nhưng mà uh, nó tầm tầm độ 10 triệu 15 triệu một ngày đêm thì tôi không có tiền để tôi nghỉ thì rõ ràng là tôi không thể nào mà với tới được và nó phụ thuộc vào cái thu nhập. Đó, thì nghiên cứu rất là kỹ về thu nhập. Cái thu nhập này nó lại được thể hiện trong cái phần hành vi. À, ví dụ như là bạn xài MacBook, bạn xài iPhone đời cao, bạn đi ô tô, bạn làm những công việc các thứ thì đấy là những cái mà chúng ta sẽ sẽ được biết trong cái phần tôi hướng dẫn chạy quảng cáo từng bước cho các bạn. Ok, tôi xin phép để kết thúc cái phần nói về cái phần này. Tôi nhấn mạnh nó là một phần quan trọng một cái bước khảo sát để các bạn bắt đầu kinh doanh à, lựa chọn sản phẩm dịch vụ và đánh định giá cho phù hợp sau khi đã nghiên cứu à, đối thủ nghiên cứu đối tác à, những bạn hàng của chúng ta và nghiên cứu khách hàng à, nghiên cứu cái gì thì có tiêu chí ngồi viết ra à, nghiên cứu bao nhiêu đối tượng thì ngồi nghiên cứu nhá rồi hãy dành thời gian cho việc đó để chúng ta sẽ tự tin hơn trong quá trình bán hàng và điều đấy sẽ làm cho các bạn bán được nhiều hàng hơn biết được lợi thế của mình là gì và biết được nhược điểm của đối thủ là gì một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các bài học tiếp theo của thầy Phan Anh. Nếu có bất kỳ câu hỏi gì hay bất kỳ một cái trao đổi gì hãy vui lòng liên hệ với tôi là Nguyễn Phan Anh hoặc công ty PA Marketing để được tư vấn và trợ giúp. Xin chào.